Time, yep. Đây, nước sốt. Chan nước sốt lên. Hi everyone, so today my husband's cooking. What are you cooking? Corn beef. Corn beef? Cái này là bắp bò mấy bạn ơi. Hôm nay chồng mình sẽ nấu món bắp bò nha. So you just brought that to boil, is it? Yep. Thì mấy bạn sẽ nấu sôi cái này. Is it until it's cooked? No. Okay, alright. Vậy thì mấy bạn sẽ trần qua nên cho nó sôi vậy thôi. Off the meat. So, mấy bạn chỉ cần nấu cho nó sôi lên cái. Rồi mấy bạn sẽ lấy ra. Chủ yếu là để lọc mấy cái chất dơ của thịt ra thôi. So what do you have over here? Okay. So I've got garlic, onion, carrot, celery. Yep. Alright, that all goes in. Yep. Đây thì mấy bạn có tỏi nè, hành tây nè ha, cà rốt và cần tây. So what's next? Bay leaves. Bay leaves. I don't know what that is called in Vietnamese, to be honest. Có nghĩa là bay leaf mấy bạn ơi. Mình không biết là dịch ra tiếng Việt là cái gì nữa. Các bạn nào biết chỉ mình với. So we put everything into the pan with the beef, right? Yep. Đây, thì mấy bạn bỏ hết rau củ hồi nãy mà sắc ra đó. Và một ít tiêu vào ha mấy bạn ha. Đó, tiêu hộp vậy đó. Yep. Và một ít hạt clove đó mấy bạn. Cái này là đinh hương phải không ta? Đây, hạt clove vô đây. Đó. Mình hấp dẫn nha. Ai đó. Ai đó. Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình cho mình cho bé mặc cái váy. Tại vì cái lúc ngoại cái bé qua đây không biết sao ở đâu ra lọt cái váy hoa này vô nữa. Cái này phải hỏi ngoại của bé nha. Hay không con? Ở sao ngoại lại mua cái váy cho con ngoại à? Ngộ vậy. Ngày mai mình hỏi ngoại nha. Ngoài mình hỏi ngoại làm sao mua cái váy cho em Wood vậy kỳ cục để trả. Không mà thôi kệ, mặt cũng dễ thương mà con khá đó. Váy hoa. Em Wood mặc váy hoa. Ôi ơi, con bức xúc quá, con gì đó hả? Bức xúc hả con? Hả? Yeah. Alright, so mấy bạn để có khoảng 120ml giấm vô. Như là half a cup đó, phân nửa cup đó mấy bạn. Một cup là có khoảng 240ml. Có nghĩa là một cup là 240ml. Thì nửa cup là 120ml đó mấy bạn. Và bây giờ là you add a lot of water in there. Water to cover the meat. Yep. Rồi giờ mấy bạn sẽ chế nước vô để cho nó ngập phần thịt và phần rau gì hết. Nghĩa là ngập phần thịt là mấy bạn thấy phần thịt nó lầu lên tới cao tới đó thấy không. Rồi what's next? And now bring it to the boil. Giờ mấy bạn sẽ bắt đầu nấu cho sôi. Thì mình thấy chồng mình để lửa khá cao đó. Kiểu là nấu cho sôi lên. So we just heat that up. Yeah. Bring it to the boil. Mm-hmm. And then set it to a medium heat for about 2 hours. Probably an hour and a half. Như vậy là mấy bạn sẽ nấu. Xong rồi khi mà nó sôi rồi á, mấy bạn sẽ dặn lửa cho nhỏ lại. Và khi mà các bạn nhận lửa nhỏ lại thì các bạn sẽ hầm ở trong vòng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng các bạn. Có nghĩa là cái cử ăn này cũng khá là tốn nhiều thời gian nhỉ. Yup, so cook the meat in the water until you know that the beef is tender and then you stop cooking. Thì bây giờ, how long have you been cooking? Was it like 2 hours? Thì chồng mình đã nấu cái thịt bò đó khoảng 2 tiếng. Thì bây giờ mấy bạn thấy vẫn còn nhiều nước. Nhưng mà khi mà thịt bò mềm rồi thì mình lấy ra hay mấy bạn. Đây cái cục thịt bò đây mấy bạn ơi, bây giờ cục thịt bò đã rất là mềm rồi ha. So what are you going to do next? So we're gonna strain the juice. Yep. And we're gonna start making our sauce. Okay. Thì chồng mình nói là chồng mình sẽ bắt đầu lấy rau củ ra và bỏ cái phần nước đó và bắt đầu làm cái phần sốt mấy bạn ha. Ở đây mấy bạn bỏ cái đó chắc là khoảng 2 muỗng canh bơ đó mấy bạn, vô trong cái chảo ha.
This is a sauce, isn't it? This is called white sauce, right? Đây là chồng mình đang bắt đầu làm cái sốt đen với thịt bò đó mấy bạn. Đây là gọi là white sauce. Thì trong đây là cái sốt này nó có màu trắng và trắng ngà, ngã vàng đó mấy bạn. Và ăn rất là béo. Mình rất là thích ăn cái món sốt này. So is it that you are waiting until butter is melted? Yeah, just melt the butter down. Yeah. And flour. Mấy bạn cứ nấu cho tới khi cái phần bơ tan chảy ra vậy ha. Xong rồi mấy bạn để một chút vô bột mì vô. Đây bột mì đa dụng đó mấy bạn. Mì làm bánh đó. Cái này chắc cỡ is that around 3 tablespoons of flour? Sắp mở lắm. Thì cái đó mình đoán chắc cỡ 3 muỗng canh bột mì với mấy bạn. Đó thì mấy bạn thấy để vô nó bắt đầu sần sệt lại vậy đó. Smell amazing. Bind that together. Yep. Take it off there and turn the heat off. Yep. And we're just gonna gradually chồng mình mới vừa bạn lửa tắt lửa rồi mấy bạn, rồi bắt đầu bây giờ là mình để cái nước súp mà hồi nãy mình hầm bò đó, bắt đầu để một miếng nước súp vô từ từ thôi, ít ít thôi mấy bạn, giống vậy đó. Cái món này rất là ngon, cho nên nếu mà bạn nào thích món Tây á thì hãy làm ở nhà ăn thử nha, bảo đảm là không thất vọng đâu. Cái sốt này mấy bạn có thể ăn với thịt bò nè, bò chiên, bò bít tết á, hoặc là mấy bạn ăn với tôm cũng ngon nữa đó. This sauce is good for bít tết and prawn even, isn't it? Yeah. Đây, serve on top. Yep, serve on top. Ai mà thích ăn nước sốt béo rồi đó, đây. I see it's all combined now. Yeah, I see, yep. Still a few little lumps in there. Thì vẫn còn một vài cái hộp bột đó các bạn, thì các bạn cứ tiếp tục khuấy để hết thôi. Đây. Các bạn thấy không, từ từ nó mịn ra đó các bạn ha. Và rồi bây giờ mấy bạn để cỡ khoảng 60ml kem tươi vô. Thật sự mà nói thì nếu mà mấy bạn thích ăn béo hơn nữa thì mấy bạn có thể để nhiều kem tươi hơn nữa ha. Đây, thì bắt đầu trộn lại với nhau. Đây anh bỏ một chút mustard là bù tạt các mấy bạn, na ná như bù tạt vậy đó. Đó chắc là cỡ một muỗng canh đó mấy bạn. Cái này nó sẽ tạo cái mùi hơi hăng hăng. Ở Việt Nam mấy bạn có cái bù tạt đó, bù tạt mà để mấy bạn ăn đồ biển, đồ sushi rồi đó, thì mấy bạn để khoảng một muỗng canh vô ha. Hoặc là nếu mấy bạn ăn cay không được thì chắc để ít hơn. Nhưng mà mình nghĩ cái sốt này rất là nhiều cho nên để muỗng canh là cũng không có nhiều đâu mấy bạn. So you just add one tablespoon of something like similar to mustard. Sorry, if they have mustard, they can use mustard instead, isn't it? Yeah. Yep. How is it? That's good. Is it a little bit of salt? Yeah, a little bit of salt. Yep. Mấy bạn heat up. Yep. Các bạn tắt lửa ha, để thêm một chút muối vô rồi mấy bạn thử cho con có vừa vị mấy bạn không. Cái đặc biệt salt in and taste it to see if it's just tang it or not. Yeah. Và ở đây thì mấy bạn sẽ để một chút dry drop. Nó lại khô, có nghĩa này, cái này là giống như là
fried có nghĩa là hẹ đã phơi khô rồi mấy bạn. Rồi bỏ vô trong cái sốt trắng này ha, sốt kem đấy. Và nó mình mới thử thì nó có vị hơi chua chua một tí và nó béo ngon lắm mấy bạn. Đây là chồng mình đang bắt đầu cắt cái thịt, mấy bạn có thể thấy là thịt được nấu còn khoảng 2 tiếng rồi cho nên rất là mềm hết mấy bạn ha. Đó, chắc là thịt cứ như là rụng rời ra luôn vậy đó. Spoon pieces. Yeah, that's what you like, you know. Cũng như thế nữa. Đây. Đây là đã cắt xong rồi mấy bạn ơi. Time, yep. Đây, nước sốt. Chan nước sốt lên. Đó. Trong đây là thịt bò hồi nãy đó. Và bí rợ nước đúc lò và khoai tây đúc lò hết mấy bạn ha. Đây. Yeah. Đó, ngon cho mấy bạn. Đây, mình sẽ ăn thử và sẽ nói cho mấy bạn nghe cái cảm nghĩ của mình là cái món này sao hết mấy bạn ha. Đây mấy bạn ơi. Đó, ngon không? Rồi, có ăn với mình không? The beef is very tender. The sauce is rich and sour. You have this one again? Yep. Thì đây, cái phần nước sốt này đó thì rất là thì nó béo và nó hơi chua chua. Nếu mà các bạn có nấu ở nhà, nếu mà các bạn muốn béo hơn nữa thì các bạn có thể cho thêm bơ và cái gì? Kem tươi hết mấy bạn ha. Cái này thì rất là ngon, thịt bò thì ngon mà bắp bò mấy bạn biết là nó có cái gân á, khi mà nấu mềm ra thì gân rất là béo cộng với cái béo của sốt nữa. Ăn thử miếng bí rợ đúc lò nha mấy bạn. Bí rợ này khi mà đúc lò là cái vị ngọt rất là ngọt hết mấy bạn ha. Đây. Bí ngọt béo cộng với sốt hơi chua chua, ngon cực kỳ. Và ở đây thì mình bắt đầu thử khoai tây. Các bạn có thể thấy là khoai tây này đúc lò thì nhìn rất là giòn ha. Và có cái miếng sốt trắng trên đây nè. Đó mấy bạn. Nói chung là ngon lắm. Nếu mà có dịp mấy bạn làm ăn thử đi. Thì cái video của mình kết thúc ở đây ha. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những video của gia đình tụi mình. Hy vọng là các bạn sẽ nhấn nút đăng ký và nhớ nhấn cái chuông để nhận được những video mới của tụi mình. Please subscribe, get new videos. Cheers.